trần nhà phong trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin hoa kỳ tin quốc tế và tin việt nam ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay thì vẫn nhắc lại tạp chí quốc phòng số tháng 4 sẽ chính thức được phát hành từ ngày 25 tới ngày 30. Tức là chúng tôi sẽ gửi đi báo gửi báo đi trong khoảng thời gian này. Quý vị nào đã đặt hàng với lại tạp chí quốc phòng thì yên tâm chờ đợi bởi vì tạp chí này sẽ được phát hành từ ngày 25 tới ngày 30 tháng 4. Trong khi đó thì quý vị nào chưa muốn chưa có đặt tạp chí mà muốn mua tạp chí này thì có thể liên lạc trực tiếp với cái địa chỉ trên màn hình của quý vị trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com trần nhật phong đạo diễn á châu com để biết thêm chi tiết và đây là số à, được xem là số tháng tư trong đó thì quý vị thấy hình bìa sẽ là bà nữ tổng thống thái anh văn cũng như là các cái à, 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 cái tin tức liên quan tới vấn đề gọi là à, biến động ở khu vực á châu thái bình dương trong đó kể cả lời tổng thống pháp à, đầy tranh cãi cũng như là à, hoa, tàu chiến pháp băng ngang qua eo biển đài loan cuộc tập trận của hoa kỳ và philippines à, rồi bên đó thì à, cuộc uh, việc mà uh, bên cạnh đó thì có luôn cả cuộc tập trận của trung quốc với lại của uh, uh, Campuchia ở trong cái uh, uh, bối cảnh gọi là căng thẳng tại á châu thì tất cả sẽ nằm ở trong cái uh, tạp chí quốc phòng này và hy vọng rằng quý vị sẽ hỗ trợ cho tạp chí quốc phòng này cảm ơn tất cả các thính giả và bây giờ thì chúng ta bước qua phần tin tức mỗi buổi sáng của chúng ta đầu tiên hết là ukraine tìm kiếm tái mở lại việc xuất cảng và giờ đưa ngũ cốc họ băng ngang qua ba lan thay vì vùng hắc hải Kiev đang đưa ra một cái chiến lược sẽ ta, mở lại cái việc mà xuất cản thực phẩm và ngũ cốc cọ băng ngang qua Ba Lan được xem là bước đầu tiên để mà, à, mà gọi là ban lệnh cấm các cuộc đối thoại với lại mà Warsaw vào ngày thứ hai à, sau khi mà quốc gia này đã ngưng lại à, việc xuất cản ở Ukraine để bảo vệ cho cái thị trường nông sản ở địa phương Ba Lan và Hungary loan báo lệnh cấm này là sẽ có một số những cái à, Việc mà nhập cản từ phía của Ukraine vào ngày thứ Bảy và Slovakia trong ngày thứ Hai cho biết họ có thể làm cờ tương tự như những quốc gia khác ở khu vực Trung, Đo Trung Âu và Đông Âu và nói rằng họ đang duyệt xét tới có hành động. Trong khi đó thì các bến cảng ở vùng Hát Hải đã bị ngăn chặn bởi cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine từ hồi tháng 2 năm ngoái. Và sau đó thì Liên Hiệp Quốc đã phá vỡ được cái bế tắc và dọn đường cho việc xuất cảng ngũ cốc ra khỏi Ukraine bằng đường hát hải cùng với lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên thì với một cái bước mới thì phía của Ukraine cho biết họ sẽ mở việc xuất cảng ngũ cốc qua khu vực phía đông của Âu Châu. Đầu tiên hết là trong cái quan điểm của chúng tôi cần phải mở lại cái việc di chuyển này và quan trọng nhất là cần phải có vô điều kiện sau khi mà chúng ta có những cái cuộc nói chuyện như thế này về việc này. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng đặc trách về nông sản của Ukraine là Mykola Sosky đã cho biết như trên khoảng 10% các cái thực phẩm từ Ukraine đã băng ngang qua biên giới của Ba Lan và Soki cho biết là hiện nay cần phải tăng cường cái mức này và riêng ở Hungary thì có khoảng 6% cái uh, lượng nông sản của sản phẩm về nông sản của Ukraine đã băng ngang qua khu vực của Hungary. Đây được xem là một trong những cái uh, là đối thoại mới nhất mà trong đó thì Ba Lan à, trong cái lệnh cấm vận của Ba Lan ba, bắt đầu có hiệu lực từ ngày thứ bảy thì họ nói rằng họ sẽ bắt đầu có thể kiểm soát tất cả những cái uh, di chuyển ngũ cốc ở trong cái thị trường của Ba Lan đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay những công ty VW, uh, Rivian, Nissan, BMW đều không được khấu trừ thuế trong cái việc mà gọi là bán xe điện. Bản tin mới nhất cho biết Bộ Tài chánh Hoa Kỳ trong ngày thứ hai nói rằng hãng Volkswagen, hãng BMW, hãng Nissan, hãng Rivian, Hyundai và Volvo, những xe điện của những hãng này sẽ mất đi cái tiền khấu trừ thuế 7.500 Mỹ Kim với lại cái uh, luật quy luật mới và quy tắc mới về việc mà sản xuất các cái bình điện Bộ Tài Chánh cho biết là họ yêu cầu phải có cái uh, hiệu lực vào ngày thứ ba Đồng thời sẽ cắt giảm ít nhất phân nửa các cái uh, tính dụng dành cho loại Tesla Model 3 Standard Ranger à, à, Ở mức là 3.750 Mỹ Kim Tuy nhiên thì những Model khác của Tesla vẫn được nhận đầy đủ tất cả 7.500 Mỹ Kim tiền khấu trừ thuế và các chiếc xe đã bị mất đi cái tính dụng về à, thuế, khấu trừ thuế cho cái việc nhà sản xuất xe điện và bình điện gồm có BMW, à, các loại xe này, cũng như là hãng Nissan à, Leaf à, và hãng à, Rivian, à, rồi hãng Volkswagen và kể cả cái hãng à, Audi, tức là cái à, Q5, cũng như là một số những cái à, hãng khác bao gồm luôn một hãng xe của... Um, Thụy Sĩ sản xuất nhưng lại được sản xuất ở Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái quy tắc mới và nói rằng những cái công ty này đã không đáp ứng được các cái quy tắc sản xuất bình điện tại Hoa Kỳ. Trước đó thì công ty GM cho biết là họ dự tính là sẽ có hoàn là hàng loạt các cái xe chạy bằng điện và có thể đạt được cái tiêu chuẩn là 7.500 Mỹ Kim ở trong cái quy tắc mới và bao gồm luôn cái loại Cadillac uh, Lyric của họ và trong đó hãng Chevrolet cũng sẽ đạt được cái tiêu chuẩn này. Đây được xem là những tiêu chuẩn được đặt ra trong đó buộc phải sản xuất các bình điện tại Hoa Kỳ và các cái thiết bị ở Hoa Kỳ hoặc phụ tùng ở Hoa Kỳ thì mới được khấu trừ thuế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay công ty SpaceX đã hủy bỏ cái việc mà bắn một cái phi thuyền được xem là lớn nhất trên thế giới lên không gian vũ trụ. Công ty SpaceX cho biết họ đã ngưng lại việc mà bắn một cái phi thuyền lớn của họ lên không gian vũ trụ vào ngày thứ hai. Ông Elon và công ty của ông dự tính là sẽ bắn cái phi thuyền có cái chiều dài là 400 foot à, gọi là Starship lên cả không gian vũ trụ từ ở phía nam của Texas gần ở biên giới Mexico. Tuy nhiên thì công ty SpaceX đã ngưng lại việc bắn phi thuyền này vì lý do là họ đang bị cái áp suất từ trong cái phi thuyền và không có ai hay không có một cái vệ tinh nào à, nằm ở trong cái phi thuyền này và đây là cuộc bắn thử về cái phi thuyền được mô tả là lớn nhất thế giới và công ty này dự tính là sẽ dùng cái Starship này à, sẽ mai mốt sẽ gửi tất cả những nhà khoa học gia hoặc là một cái à, tạo, à, một cái phi thuyền chở hàng lên à, mặt trăng và kể cả lên luôn cả ở sao hỏa được xem là một trong những cái tham vọng của công ty SpaceX. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump lại có Thượng nghị sĩ thứ 8 Endos John, Đó là một trong những cái tin mới nhất. Thượng nghị sĩ Mark Blackburn của Đảng Cộng hòa tại Tennessee trong ngày thứ hai đã tuyên bố là Endos cựu tổng thống Trump ra tranh cử tổng thống năm 2024 trong một bản statement trong cái trang gọi là Make America Great Again trong cái chiến dịch tranh cử thì bà Blackburn đã lên tiếng ca ngợi cựu tổng thống Trump là một lãnh đạo tuyệt vời cần có mặt ở trên tòa bạch ốc dưới thời của tổng thống Trump thì nền kinh tế chúng ta đã tăng trưởng giá xăng giảm xuống thấp và lạm phát nằm trong tầm kiểm soát và bây giờ và cũng như là cái biên giới chúng ta đã được bảo đảm an toàn và tất cả những kẻ thù đều e ngại chúng ta và lực lượng chúng ta là lực lượng quân sự mạnh và tôi rất hân hạnh giới thiệu ông Donald Trump là ứng cử viên tổng thống và tôi không thể chờ đợi khi mà ông ta quay trở lại tòa bạch Ốc. Đây được xem là một trong những thượng nghị sĩ mới nhất đã lên tiếng endorse cho cựu tổng thống Trump. Trong đó thì hôm chủ nhật thì thượng nghị sĩ Bill Haechti của Đảng Cộng hòa tại Tennessee đồng thời cũng đã lên tiếng endorse cho ông Trump tôi rất hân hạnh đã, đã hoàn toàn ủng hộ cho donald Jr. trump ai à, xin lỗi quý vị donald trump vào trong cái vai trò tổng thống của hoa kỳ và tôi rất vinh hạnh đã từng làm việc với chính quyền của ông trước đây bà ht đã phát biểu như trên khi mà ông trump à, lúc mà ông à, dí thoại của ông trump bà đã từng được bổ nhiệm làm đại sứ hoa kỳ tại nhật bản bà Hachiti chỉ ra cho thấy là ông trump làm tổng thống đã có những cái lý do chính đáng để ông tái tranh cử và thắng cử à, dưới chính quyền của tổng thống trump thì biên giới chúng ta rất an toàn Quốc gia chúng ta có cái nền kề gọi là năng lượng độc lập và chúng ta chứng kiến được cái sự tăng trưởng của giới công nhân, tức là blue collar trong cuộc sống của người dân Hoa Kỳ và kể tất cả cho mỗi chủng tộc và dưới thời của Tổng thống Trump lãnh đạo, chúng ta đã có rất là mạnh mẽ với các đồng minh và chúng là họ đã đứng mạnh mẽ chung với chúng ta. Bà Hannity đã viết như trên, bà chỉ ra cho thấy là ông Trump đã có một cái hành động mạnh mẽ chống lại đảng cộng sản Trung Quốc và gần như là chấm dứt chỉ những cái chính sách thất bại của Obama khi mà khiến cho lực lượng của quân sự của Hoa Kỳ và lực lượng công lực trở nên yếu kém hơn và chứng kiến được cái vai trò gọi là tổng tư lệnh quân đội của ông và ông Trump trong tháng Tư cũng đã nhận được một số những thượng nghị sĩ khác đề cử ông vào cái việc tranh cử tổng thống gồm có thượng nghị sĩ Ted của North North Carolina, Cindy Hyde Smith của Missouri, Cory Moore của Florida và Brian Donald của Florida cũng như một số những nhân vật ở trong Hạ viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cuộc gây quỹ của thống đốc Ron DeSantis đã bị biểu tình gây gọi là gây khó khăn cho ông. Bản tin mới nhất cho biết thì thống đốc Ron DeSantis đã bị ngưng lại cái cuộc nói chuyện của ông trong một cái buổi gây quỹ ở tại ngày thứ sáu của Đảng Cộng hòa ở tiểu bang New Hampshire. Video cho thấy là có hai người biểu tình, à, hầu hết đều cầm cái banner trên tay và trong đó họ đã tiến tới gần sân khấu và nói rằng họ đưa lên cái bảng gọi là choose again the chantic à, với lại à, tất cả những cái người đã có hiện diện. Choose tức là người Do Thái. Trong đó thì những người này cố gắng đưa những cái banner khác lên. Tuy nhiên, họ đã bị thất bại bởi vì nhân viên an ninh và người tổ chức đã đưa họ ra bên ngoài và hiện vẫn chưa biết những cái banner chưa được đưa lên là muốn đưa thông điệp gì quý vị đã có một chút gia vị trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay có đúng hay không? Ông Ron DeSantis đã đùa giỡn trong lúc mà những người biểu tình bị giải ra bên ngoài và quý vị sẽ có một chút gì đó hứng thú hơn. Và trong khi đó thì nhóm này, ngay sau đó thì một nhóm có cái tên là If Not Now là một cái nhóm được xem là chống ông Ron DeSantis đã bỏ trên mạng xã hội và nói rằng những người mà biểu tình này là nằm trong phong trào của họ. Theo trang website này, If Not Now là một phong trào của những người do thái ở trong cái cộng đồng này đòi hỏi là phải có sự bình đẳng công lý và à, tất cả những cái à, tương lai cho tất cả mọi người tuy nhiên thì à, nhóm này đã cho thấy rõ ràng là họ à, dường như là có cái hành động chống do thái và có cái khuynh hướng gọi là chính trị khuynh tả. Một trong những tấm hình này đưa lên cho thấy là à, chụp tấm hình của à, thượng nghị sĩ Bernie Sanders và được xem là nhân vật xã hội chủ nghĩa cùng với một tấm khác được đưa lên à, và một cái banner chống lại cái à, đài truyền hình Fox trong đó họ cho rằng là có chủ nghĩa về dân tộc da trắng và lực lượng do nhà và lực lượng quân đội của do thái đã có những hành động được xem là bức hại tại giải gaza đó là bản tin liên quan tới tình hình của ông ron desantis ngày hôm nay và liên quan tới tình hình Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh đã bắt đầu lên tiếng và nói rằng họ lo ngại về việc mà thượng Hạ viện của Hoa Kỳ mở ra cuộc điều trần liên quan tới nguyên thủy của đại dịch 19. Bản tin mới nhất cho biết Tòa đại sứ Cộng sản Trung Quốc đưa ra một cái chữ gọi là grave concern, tức là sự lo ngại về việc mà trong cái dự tính ở trên sàn Quốc hội của Hoa Kỳ sẽ mở ra cuộc điều trần liên quan tới cái đại dịch 19. Theo cái email gửi ra từ tòa đại sứ Trung Quốc thì Trung Quốc phản đối cuộc điều tra này. Li Xian được xem là một trong những cố vấn nằm trong cái tòa đại sứ Cộng sản Trung Quốc ở tại Washington DC đã gửi ra một cái email cho dân biểu Brad Wensrop là thuộc đảng Cộng hòa tại Ohio ngày 14 tây tháng tháng 4 và trong đó thì ông Westrop là người chủ tịch của quỹ tiểu quỹ ban đặc trách về điều tra về cái đại dịch coronavirus và cuộc đời điều trần này dự tính là sẽ diễn ra vào ngày mai thứ ba 18 tây với một cái nhan đề là điều tra nguyên thủy về đại dịch 19 à, part thứ hai là Trung Quốc và cái những tin tức về tình báo và trong đó thì Xian đã lên tiếng nói rằng tôi là cố vấn làm việc trong tòa đại sứ của Hoa của Trung Quốc tại Hoa Kỳ và tôi đã bày tỏ sự lo ngại của chúng tôi về cuộc điều tra điều trần được thực hiện bởi chủ tịch của quỹ ban là ông Shrop vào thứ ba và trong đó thì theo loan báo thì sẽ đưa ra buộc là có những cái hành động mà chỉ trích cho rằng chúng vua Trung Quốc phải chịu trách nhiệm Chúng tôi phản đối điều này. Đó là lời phát biểu của Xi'an đã đưa ra trong một email. Và trong đó thì phía phát ngôn viên này không nói rõ là Trung Quốc phản đối điều gì. Và hiện nay thì phía của Quốc hội Hoa Kỳ cho biết là ngày mai cuộc điều trần này sẽ diễn ra và sẽ mời một số nhân chứng nói về cái tình trạng nguyên thủy của đại dịch ngay từ những lúc mà nó bùng phát tại Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Ngoại trưởng của khối G7 kêu gọi một cái giải pháp ôn hòa cho cái vấn đề của Đài Loan và Trung Quốc. Đại diện của các uh, thành viên trong khối G7 gồm các ngoại trưởng trong ngày 16 tây đã yêu cầu có một cái giải pháp hòa bình cho cái uh, vấn đề băng ngang eo biển giữa Trung Quốc và Đài Loan khi mà họ đang nhóm họp tại uh, Nhật Bản để thảo luận về tình trạng trong cái chiến lược Indo-Pacific. Nhật Bản là quốc gia chủ trì cho phiên họp kéo dài 3 ngày cấp bộ trưởng từ hôm Chủ nhật, và trong đó bao gồm luôn bộ trưởng của các quốc gia gọi là Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. Và bộ trưởng các bộ, vị bộ trưởng nói rằng họ có sự đoàn kết của khối G7 để mà gọi là đối diện với những cái quan trọng thách thức ở trên tuyến đường Indo-Pacific, bao gồm luôn sự đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc và của Bắc Hàn. <laughs> xin lỗi quý vị là theo tường trình của bộ ngoại giao nhật bản đưa ra trong khi đó thì bộ trưởng ngoại giao của nhật bản là ông yoshimasa hayashi đã lên tiếng và nói rằng khẳng định là phải tiếp tục đối thoại với trung quốc đồng thời trực tiếp là sẽ đưa ra những cái lo ngại của các quốc gia thúc giục trung quốc là phải có hành động trách nhiệm hơn trong việc mà gọi là làm việc với cộng đồng quốc tế, các bộ trưởng đã lên tiếng và nói rằng họ phản đối đơn phương thay đổi hiện trạng bởi bằng bằng vũ lực và điều quan trọng nhất là phải có sự hòa bình ổn định ở trên eo biển Đài Loan trong lúc mà họ đang có nhóm họp tại đây. Đây được xem là cuộc họp khá quan trọng nhằm dọn đường cho các lãnh đạo của khối G7 sẽ có mặt tại Hiroshima vào tháng 5 để có phiên họp thượng đỉnh của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoặc Hoa Kỳ của Trung Quốc và của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì bản tin cho biết là người đứng đầu cái chính sách về khí hậu toàn cầu của Liên Hiệp Âu Châu có tên là Frank uh, Timmermans đã phải hủy bỏ chuyến viếng thăm Trung Quốc sau khi mà nói rằng ông đã có dương tính với lại cái uh, đại dịch Covid-19. Người đứng đầu trong cái uh chính sách về khí hậu toàn cầu của Liên Hiệp Âu Châu là Frank Timmerman đã hủy bỏ chuyến viếng thăm Trung Quốc của ông sau khi mà ông đã được biết là có dương tính với lại con siêu vi khuẩn Vũ Hán. Vì đây là vị phó chủ tịch đầu tiên của cái quỹ hội Âu Châu dự tính là sẽ đáp xuống Trung Quốc vào ngày thứ ba và sẽ có cuộc nói chuyện với lại lãnh đạo của cái gọi là khí hậu toàn cầu của Bắc Kinh đó là Xi Zhenhua và sẽ có các cái cuộc gọi là hợp tác song phương trong vấn đề liên quan tới cái khí hậu toàn cầu tuy nhiên thì chuyến đi của ông đã bị ngưng lại sau khi mà được biết là khi mà ông tại vì luật trung quốc buộc là phải có bản thử nghiệm về đại dịch trước khi mà đã bay vào trung quốc thì à, bất ngờ thì ông lại test là dương tính với lại cái à, con siêu vi khuẩn này sau khi mà trong cơ thể ông được biết là không có được à, khỏe cho lắm và việc này diễn ra sau khi mà chủ tịch của quỹ hội à, chính sách đối ngoại của quỹ hội âu châu là joseph borrell cũng đã hủy bỏ một chuyến đi tới trung quốc vào tuần trước sau khi mà ông nói rằng ông cũng có dương tính với lại con siêu vi khuẩn này đây được xem là hai nhân vật của âu châu khá quan trọng đã hủy bỏ với danh nghĩa là đã có dương tính với lại con vi khuẩn này tuy nhiên thì cái lý do chính thức chúng ta vẫn chưa biết được sau khi có cái lời phát biểu được xem là gây đầy tranh cãi của ông tổng thống pháp trước đây đó là bản tin liên quan tới tình hình của trung quốc và của âu châu và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo của về lập pháp của Pháp đã bày tỏ sự ủng hộ cho Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết thì các nhà lập pháp của Pháp ngày thứ Bảy đã đưa ra cái lời tuyên bố ủng hộ cho người dân Đài Loan và chính phủ của Đài Loan. Tuần trước thì trong cái chuyến quay trở về sau 3 ngày viếng thăm Trung Quốc thì ông Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron đã nói với tập Politico là Âu Châu cần phải tránh dần lệ thuộc vào hoa kỳ đặc biệt trong vấn đề liên quan tới cái eo biển đài loan giữa trung quốc và đài loan và trong cái chuyến viếng thăm à, hòa lan vào ngày thứ tư thì ông macron nói rằng là trở thành đồng minh chứ không phải là trở thành chư hầu của Hoa Kỳ. Và tiếp theo sau cuộc gặp gỡ này thì các nhà lập pháp của Pháp đã có chuyến viếng thăm bởi đã đón nhận chuyến viếng thăm của một phái đoàn nhà lập pháp của Đài Loan tại Paris vào ngày thứ bảy, trong đó thì Eric Boutreau được xem là một thành viên trong cái hạ viện của Pháp à, thuộc đảng cầm quyền đã lên tiếng và khẳng định là tiếp tục ủng hộ cho đài loan và duy trì hiện trạng tại đài loan ông nói rằng việc duy trì hiện trạng này là một điều quan trọng trong cái nền dân chủ của đài loan và đánh bại tất cả những cái chế độ độc tài toàn trị và đài loan được xem là một mặt trận tiền tuyến cho cái xã hội dân chủ những gì mà xảy ra tại đài loan có thể sẽ tác hại tất cả mọi nơi trên thế giới và ông borotel cho biết là pháp đã gửi một chiếc tàu chiến băng ngang qua eo biển đài loan trong lúc mà trung quốc đang thực hiện cuộc tập trận 3 ngày ở xung quanh eo biển đài loan và nhắc lại rằng là cái quyền tự do hàng hải và mở rộng là không thể xóa bỏ và ông nói rằng ông có thể sẽ viếng tâm đảo quốc đài loan à, sau khi mà ông gặp gỡ với các viên chức và nhà lập Pháp của Đài Loan vào ngày 16 tây Và ủng hộ cho hiện trạng của Đài Loan Trong khi đó thì thượng nghị sĩ của Pháp Là Olivier Cadic đã lên tiếng nói Với lại cái hãng thông tấn của Pháp là à, gần như là đảng bảo thủ ở bên đây đều ủng hộ toàn diện cho Đài Loan và Carix lên tiếng nói rằng Đài Loan và Pháp đã có mối quan hệ rất lâu năm, không phải chỉ là 20 năm trở lại đây. Ông cho biết là và Đài Loan là một quốc gia có một nền dân chủ và có giá trị tương tự như Pháp và Đài Loan có một nền kinh tế mạnh mẽ và là một cái vai trò rất quan trọng trên thế giới. Đây được xem là sự ủng hộ của các nhà lập pháp của Pháp đưa ra ngay sau khi mà ông Emmanuel Macron đã tuyên bố rằng là không nên làm chư hầu của Hoa Kỳ trong cái vấn đề của Đài Loan và của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan, Trung Quốc và Âu Châu. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, sau khi một chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ băng ngang qua eo biển Đài Loan, thì tờ South China Morning Post đã đưa cái tin cho rằng lực lượng PLA, tức là lực lượng quân đội của Cộng sản Trung Quốc đã nằm trong tình trạng báo động cao ngay khi mà phía của tàu chiến Hoa Kỳ băng ngang qua eo biển Đài Loan lực lượng quân sự của trung quốc trong ngày thứ hai đã lên tiếng và nói rằng họ cẩn thận quan sát và giám sát lộ trình của chiếc khu trục hạm Hoa Kỳ là chiếc USS Milius đã băng ngang qua eo biển Đài Loan. Trong đó thì một đại tá có tên là CG phát công viên của lực lượng PLA đặc trách về Bộ Chỉ huy miền Đông nói rằng lực lượng của ông ta đã đặt trong tình trạng báo động bất kỳ giờ phút nào và tuyệt đối sẽ bảo đảm cái an ninh chủ quyền của Trung Quốc cũng như là gìn giữ cái mà họ gọi là hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Lời phát biểu này được đưa ra ngay sau khi mà lực lượng Hải quân Hoa Kỳ cho biết là chiếc khu trục hạm của họ đang thực hiện một cái lộ trình băng ngang qua eo biển Đài Loan vào hôm chủ nhật trong đó mô tả rằng Washington vẫn cam kết duy trì cái quan điểm là quyền tự do hàng hải và mở rộng Bộ à, đề tháp hạm đội đã đưa ra một cái thỏa bản thông cáo báo chí và trong đó nói rằng họ giành quyền đi trên tất cả những cái hải phận quốc tế và bay trên các cái không phận quốc tế với luật lệ quốc tế cho phép trong khi đó thì PLA cùng một lượt cũng đã có một số chiến đấu cơ của họ xung quanh eo biển Đài Loan và một số những tàu chiến của họ trong ngày hôm nay đã có mặt tại eo biển Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái uh, tin mới nhất và sáng nay tôi có loan tin là Đài Loan báo rằng họ phát hiện 18 chiếc máy bay quân sự và 4 chiếc tàu hải quân của Trung Quốc đã vây quanh đảo quốc này và quan sát tất cả các hoạt động. Đây được xem là một trong những cái cuộc gọi là đối đầu căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Đài Loan uh, uh, với Đài Loan nhắm vào cái lực lượng PLA của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay đầu tiên hết là tình trạng mà cô tài tử ngọc lan lên tiếng tố cáo bị công ty bảo hiểm đã lừa gạt cô trong cái hợp đồng thì hiện nay gần như đã có hàng loạt nhiều người đã lên tiếng bao gồm luôn những nghệ sĩ và một số những thương gia và một số dân thường lên tiếng và nói rằng họ cũng bị tình trạng tương tự như là cô ca, ca tài tử Ngọc Lan khi mà cái tình trạng công ty bảo hiểm đã có những cái ngôn ngữ che giấu và lừa gạt hiện nay thì Bộ Tài chính Cộng sản Việt Nam ngay sau khi những lùm xùm này được đưa lên trên mạng xã hội đã nghe ra lệnh cho các công ty bảo hiểm ở tại Việt Nam là phải kiểm tra lại tất cả những cái quy tắc làm việc của họ và tất cả những cái bản hợp đồng của họ trước khi và uh, buộc các cái công ty này là phải có cái việc giải thích một cách rõ ràng ở trong cái việc mà cung cấp cái dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Đây được xem là một trong những cái phản ứng của Bộ Tài chánh Cộng sản Việt Nam ngay sau khi mà nhiều cư dân mạng và nhiều giới nghệ sĩ cũng như giới thương gia đã lên tiếng nói rằng họ đã bị lừa gạt bởi các nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ, che giấu và không giải thích rõ tất cả những điều khoản mà được ghi trong hợp đồng, khiến cho họ bị tổn thất rất nhiều tiền và có người đã bị tổn thất lên tới hàng tỷ đồng và vẫn chưa được trả lại mặc dù rằng là, là mấy năm qua họ bị cáo buộc là vi phạm cái hợp đồng và bị mất trắng tất cả số tiền họ đóng cho cái ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay đã bắt đầu có tình trạng có thể có dịch bệnh xuất phát từ loài thú gia cầm khiến cho cộng sản Việt Nam phải kiểm tra hàng loạt các cái cơ sở nuôi thú gia cầm ở trên địa bàn ở khu vực gọi là tỉnh Đồng Nai. Bản tin cho biết thì có 10.000 cái trại chăn nuôi về heo, gà và một số những gia cầm khác ở tại Đồng Nai sẽ bị cái bộ tài nguyên và môi trường sẽ đích thân đi thẩm tra. Trong khi đó thì họ nói rằng đã có những cái báo cáo được xem đó có tiêu cực và có thể vi phạm vào cái tiêu chuẩn an toàn và dẫn tới tình trạng có thể có những cái vi khuẩn lạ và xuất hiện ở trong toàn loại thú gia cầm này. Đây được xem là tình trạng mà, mà họ mô tả là ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và phục hồi những khu vực được xem là do ao hoạt động chăn nuôi gây ra. Đây được xem là một trong những cái tin tức được đưa ra từ Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi bộ này bị cáo buộc là thiếu nợ công ty đa phước lên tới 4.000 tỷ đồng mà vẫn không chịu chi trả. Và mặc dù là phía công ty Đa Phước đã gửi văn bản rất nhiều lần Tuy nhiên thì gà Bộ Tài nguyên và bộ Môi trường vẫn tiếp tục gọi như là muốn giật nợ đối với lại công ty Đa Phước và dùng cái tin mà thẩm tra khoảng 10.000 cái trại chăn nuôi ở đây là để khỏa lấp tất cả những cái tin mà bị thiếu nợ không trả tiền. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong Cán bộ đảng viên có rất nhiều vàng để bị trộm mà được biết là ở tại tỉnh Cà Mau lại có một cán bộ đảng viên đã bị trộm vào nhà và lấy đi ít nhất là 26 cây vàng. Theo tường trình cho biết thì công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ uh, nhà riêng của cái người gọi là phó phòng tài nguyên và môi trường ở tại tỉnh Cà Mau đã bị trộm vào cây cửa và lấy đi 26 cây vàng. Tuy nhiên thì công an chỉ điều tra về tất cả những chi tiết liên quan tới vụ trộm nhưng họ lại không điều tra tại sao cán bộ đảng viên lương thấp như vậy mà vẫn có được 26 cây vàng ở trong nhà và ông này nói rằng ông ta đã bị trộm uh, mất 10 cây vàng 24 k và 16 cây vàng 18 k đây được xem là một trong những cái vụ trộm hy hữu bởi vì thường thường thì các tay trộm vẫn đột nhập vào các nhà thương gia ít ai đột nhập vào nhà cán bộ nhưng mà đây là một trong những cái trường hợp hy hữu là chỉ trộm nhà của cán bộ mà thôi và nhóm trộm này được biết là đã thực hiện một số những phi vụ trộm khác nhắm vào nhà của các cán bộ đảng viên mà họ nghĩ rằng là có rất nhiều tiền và quả thật thì khi mà đột nhập vào thì trộm đã lấy được một số tài sản rất lớn gồm có vàng đô la và một số những cái nữ trang khác và Cơ quan điều tra của cộng sản về hiện nay thì chỉ nhắm vào vụ mất trộm nhưng không có điều tra số tài sản này tại sao các cán bộ đảng viên lại có. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đó là tình trạng bạo lực học đường đã bắt đầu bùng phát. Tuy nhiên thì phản ứng của uh, giới gọi là quản trị bộ ngành giáo dục đã tỏ ra bất lực và gần như là không có cái uh, giải pháp nào để giải quyết chuyện này giữa lúc mà đang có tình trạng bạo lực tăng cao sau khi mà có tới tình trạng báo cáo về một cái trường hợp xảy ra ở tại à, à, trường đại học Vinh nơi mà đã có một cô nữ sinh 17 tuổi đã tự tử bởi vì tình trạng bạo lực trong học đường ngay lập tức thì cả đám cán bộ đảng viên ca ở khu vực này đã lên tiếng và nói rằng họ xác định là cái người nữ sinh bị à, xác, tự tử này là không phải là nằm ở trong cái khuôn viên trường đại học của họ cũng như là các cái sinh viên tham gia vào những cái cuộc gọi là bạo động học đường không phải là học sinh trong trường trung học của họ. Đây được xem là một trong những cái lời biện minh đầu tiên của cán bộ đảng viên ngay sau khi mà tình trạng bạo lực trong học đường đã bùng phát tại Việt Nam. Thời gian gần đây thì gần như ở Việt Nam hầu hết tất cả các trường học tại Việt Nam đều xảy ra tình trạng bạo lực học đường và có một số những đoạn video clip đã được tung lên mạng xã hội về tình trạng này và gần như là các cái hệ thống trường học đều bất lực và không có một cái giải pháp nào để giải quyết tình trạng này khiến cho các phụ huynh rất lo sợ con em của họ khi tới trường học và không biết chuyện gì xảy ra. Tương tự như người mẹ của cô bé đã 17 tuổi đã tự tử và nói rằng chính bà đã không lắng nghe lời của con gái bà và cứ nghĩ rằng nhà trường sẽ giải quyết một cách ổn thỏa cho cái việc gọi là bạo lực trong học đường. Nhưng kết quả thì con gái của bà đã đi mua dây thần về và treo cổ tự vẫn ngay trong nhà. À, sau khi mà cái lời nói của cô và cô bé này và những cái yêu cầu của cô bé này đã không được cha mẹ lắng nghe một cách cẩn thận khiến cho cô bé này vẫn cảm thấy lo sợ và không muốn tới trường học đó là bản tin liên quan tới tình hình bạo lực học đường tại Việt Nam và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.